chiến tranh, 70 năm đã dệt thành gấm hoa. Cán bộ quân đội nước nhà đều qua học viện chính là nơi đây. 70 năm chiến đấu, cán bộ đều phấn đấu quyết tâm theo Bác Hồ ý đảng ý lòng dân. Xin quan đi, quan là xin quan chính trị đào tạo ý nơi này cấp chiến ý dịch toàn ý. Trải qua bao năm tháng lịch sử vàng.